EA Sports, it's in the game. Con với cả lưng bảy củ, siêu cầu thủ đã phải trèo sân, mê bóng đá nhưng mà không cai được. FC Online kết thành bạn thân, bạn anh có nứt dây chằng vất lên môi lick sút trái tay cầm, bạn anh tên là Phúc chơi phần ra sân chân gỗ lấy mang sút hơi đầm, dù Bắc Trung Nam vẫn quay quần anh em đông đủ như anh ngày một đêm, đủ tiền đủ bạc đủ fan không bằng đủ bạn chơi cùng một game. Chưa hỏi bạn ơi nút nào giờ là ZD bạn tôi sút vào, chưa hỏi bạn chơi nước nào dù có dàn cộng tám bạn tôi bước vào, tuổi trẻ nhưng cơn mưa rào FC Online anh em ướt áo, 6 năm 9 đến 6 năm nữa lên sân. Chỉ kỷ bóng lăn tung trao, có người đến, có người đi và có người mở thẻ, có người cây và cũng có người nạp về. Thì có lúc cay, thì có lúc xịt và có lúc thăng hoa, nhưng bao năm qua thất nghiệp với tăng ca, muộn phiền vẫn bay theo cả bóng con xa. Dòng đời cuốn bạn vào tôi mà, tình nghĩa anh em có phôi phả, để tôi tặng bạn ngay bộ phôi là đập đê vào trái ngay kèo vốn tà. Thế giới họ cười với cái trái bóng căng, mình cười với cái trái bóng lăn, tinh hoa bóng đá cá nhân làm họ phải ôi đóng băng. Chưa hỏi bạn ơi nút nào giờ là ZD bạn tôi sút vào, chưa hỏi bạn chơi nước nào giờ có dàn cộng tám bạn tôi bước vào, tuổi trẻ nhưng cơn mưa rào FC Online anh em ướt áo, 6 năm 9 đến 6 năm nữa lên sân chi kỷ bóng lăn tinh treo. Anh em mình là cái gì nào, ăn đi từng trận bóng, cuộc sống ngoài đời trên game không sai. Anh em mình là cái gì nào, FCO vẫn là 102. Chưa hỏi bạn ơi nút nào giờ là ZD bạn tôi sút vào, chưa hỏi bạn chơi nước nào dùng dàn cộng 83 tôi bước vào, tuổi trẻ nhưng cơn mưa rào FC Online nghe ướt áo, 6 năm 9 đến 6 năm nữa lên sân chi kỷ bóng lăn tinh trao. Xanh xe lớn một ngày vươn vai đưa mình ra đón nắng, khi bao ước mơ còn phía trước, chung tay xứng danh toàn trời lộn, phá vỡ những thước đo vừa rơi bạn bước sau ra, ta cùng nhau chiến thắng trong trận này. Ta cùng nhau sẽ chịu những mệt nhoài, hãy chịu nụ cười thơm nai. Nào phép lấy, cho cuộc chơi đến cuối chặng đường dài. Trao niềm tin tình yêu suốt hành trình, mang trong tim tình quang giờ cháy. We are together. Ok ok, vâng, xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giải đấu này. Ok ok, hôm nay chúng ta sẽ có một trận bán kết thứ hai. Vâng, và sau rất nhiều thời gian thì chúng ta đã đến được với những trận đấu cuối cùng của giải đấu Inno FC 2024 rồi. Và đây sẽ là trận bán kết thứ hai diễn ra giữa anh Đoàn Văn Động, bạn lãnh đạo, và bạn Bùi Quốc Việt đến từ phòng MEP khối HBAC. Và bây giờ sau có vẻ cả hai đội cũng đã có những phút khởi động ban đầu, thì chúng ta sắp sửa rất nhanh chóng đến với những diễn biến của đầu tiên của trận bán kết này. Chúng ta sẽ có, đây là một trận bán kết theo thể thức điều theo thể thức là BO3 và BO5. Đây sẽ là trận bán kết thứ hai diễn ra giữa anh Đoàn Văn Động. À, hơi lập tiếng một chút, gọi thông cảm nha, tôi đang điều chỉnh cái title một tí.
Ok, xếp, ok. Rồi, vậy vậy trận đấu đã bắt đầu. Ok. Và như các bạn thấy thì trong hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ của Vương quốc Việt gọi là đội tuyển Anh thi đấu màu áo vàng phía bên trái và anh động. Các cầu thủ Pháp ở trong màu áo đỏ thi đấu bên phải màu áo của MU. Như các bạn đã biết thì cả hai người chơi này đều đã bắt được những đội rất là mạnh và nếu tôi không nhầm thì anh động và Vương quốc Việt đều là Việt thì có đúng nhất không? Tôi check lại, còn anh động thì hết bảng rồi. Lại cùng check lại một chút thành tích của họ ở các vòng ngoài nha, trước khi bắt đầu vào sâu hơn. Bạn thông cảm là mỗi lần tôi check thì nó lại mất tiếng, mất một chút xíu thôi. Vâng, và những phút gần đầu tiên thì đang thi đấu với một sự giằng co, đây là trận bán kết rồi. Ai mà chiến thắng sẽ có vé vào chung kết, cho nên cả hai đội đang thi đấu rất là cẩn thận. Ok nào, giờ tôi sẽ check. Harry Kane. Hơi lag, tầm này là cuối ngày rồi. Máy tôi nó hơi bị lag, nghe thông cảm. Vào! Ui, giúp Bellingham vừa rồi bỏ lỡ một cơ hội. Vâng. Trong lúc tôi vẫn đang tìm cái tên, Bùi Quốc Việt là người đứng nhì bảng. Nhì bảng 4. Còn anh Động, chúng ta thì là nhất bảng 5. Vâng, về một cặp đấu nhất nhì, tất nhiên là cả hai cùng đều đã vượt qua những trận đấu trước ở vòng 1/16, vòng tứ kết và vòng đây là trận đấu bán kết. Trọng tài đã cắt còi rất nhanh. Cũng đều rất xuất sắc vượt qua những đấu thủ khác và đối đến với trận bán kết này, và họ chỉ còn cách chiếc cúp vàng danh giá của giải đấu hai trận nữa thôi, trận này và trận chung kết. Trận chung kết thì đã có một cái tên đang chờ sẵn họ, Harry Kane, đó là những quang huy của phòng dự toán khi anh ta đã chiến thắng Quang Hùng, được ghi vô địch của giải đấu ở trận bán kết 1. Rồi chúng ta sẽ tìm ra cái tên còn lại sẽ bước vào trận chung kết ạ. Vâng, là cú sút hành động, tuy nhiên là cú sút bây giờ đã bị cản phá bởi hậu vệ của đội tuyển Anh. Hai người chơi này đã bắt được những đội tuyển rất là mạnh. Đội tuyển Anh chúng ta đã biết là vào trận chung kết của giải đấu Euro ngoài đời thực. Còn đội tuyển Pháp thì cũng chỉ chịu thua đội tuyển biết đội tuyển Anh hay là tuyển Tây Ban Nha nhỉ? Không nhớ chính xác. Tuy nhiên là họ cũng vào được vòng bán kết. Ousmane Dembele. Nhất là ở trong game này thì hiện tại chỉ số của thủ Anh Pháp rất là khủng khiếp luôn. Là Dembele. Nkunku. Anh Động thì cũng đồng thời là nhà đương kim vô địch. Thì thật sự là thế vì năm ngoài chúng tôi thi đấu rất là 2v2. Và anh Động và Hùng là cùng một đội. Họ là một trong những cú làm cú lũ, gọi là thể nói là lộ ngược dòng lịch sử. Khi họ đi từ nhánh thua đến chiếc vô địch lèo, tức là để từ nhánh thua và cảm tưởng nó sẽ phải vượt qua rất nhiều trận đấu cùng những đội thua ở lượt đấu khác. Và họ làm được điều đó rất là ghê gớm luôn. Chỉ có một đội duy nhất từ nhánh thua được lên thôi, và đó chính là đội của Hùng và anh Động. Sau đó họ làm một lèo tới trận chung kết và chiến thắng luôn. Nhưng tuy năm nay thì chúng ta đã có một nhà vô địch là tạm thời đã bị rớt đài. Vâng, vừa rồi là cú sút của Bukayo Saka. Cú sút ở khoảng cách rất gần, tuy nhiên là trước sự chi cản rất gắt gao của cầu thủ người Pháp thì vừa rồi bóng đã đi ra ngoài. Bây giờ là Nkunku. Vâng, mấy ông Pháp này chúng ta đều biết West Ham đen là Argentina sau khi vô địch cái giải Copa America, thì trước đó có kèo vại mồm là ông nào bên tuyển Pháp kêu là giải đấu Copa America không hay và cũng may cấn giải Euro. Đó là sau khi vô địch thì các cầu thủ Argentina đã trêu tuyển Pháp kiểu dạng là tuyển Pháp ở châu Phi, kiểu mấy ông ở tuyển Pháp là người châu Phi, nhưng mà thực ra họ đến thấy không sai. Tất nhiên họ là người Pháp nhưng gốc người thật người Pháp gốc, chả có ông nào là Camavinga với cả Mbappe là cái gì. Nkunku ạ, thế tên này nó chắc nó của mấy ông Phi Châu luôn. Mà thôi, vấn đề gì nó không quan trọng nữa rồi, chúng ta cùng xem những diễn biến của chỗ này. Nkunku. Thôi mọi người không biết là anh đã ở đâu à, có vẻ anh Động thì khá là nhiều cầu thủ này. Gallagher. Và cũng như là tôi đã giới thiệu rất nhiều lần thì ở giải đấu năm nay chúng ta thi đấu với thức là 1v1 và sử dụng các đội bóng đội tuyển châu Âu ở đời thực, cũng như là sẽ sử dụng một cầu thủ là mùa Leeds 2023 mắc cộng 5. Hiệp 1 đã thi đấu kết thúc. Trận đấu bán kết rất là căng thẳng. Hai đội đều có một lối chơi khá là chắc ăn chắc bài, sẽ không quá gọi là đổ sâu lên tấn công để phòng phía dưới.
bởi vì Gallagher tuy là cũng là một kèo BO5 ấy, mà mỗi trận đấu rất là quan trọng. Đá chắc trước đã. Harry Kane, Hà Sĩ Kiên, cầu thủ thì nó cực kỳ vô duyên với các giải thưởng lớn. Anh ta đã thi đấu ở tuyển Anh và Tottenham rồi Munich được rất là nhiều mùa rồi, và thứ duy nhất của anh ta thiếu đó là một cái giải nhất của cái chức vô địch. Có vẻ người ta còn bảo rằng Hà Sĩ Kiên đi đến đâu thì đội bóng đó xui đến đấy, không đến đội nào đội không là không có danh hiệu luôn. Cá nhân tôi rất mong Hà Sĩ Kiên sẽ đến với Real, tôi không thích đội. Jude Bellingham, Harry Kiên, Phil Foden, Bukayo Saka, Bellingham. Tới đây Bellingham, cầu thủ trẻ Bukayo Saka tuyến trên của tuyển Anh được gọi là được các cầu rất nhiều cầu thủ trẻ đảm nhiệm của đó là chính là tương lai tuyển Anh. Giúp Bellingham là đương kim vô địch châu Âu cúp C1 của các câu lạc bộ. Còn Mbappe, chúng ta đều biết anh ta là nhà đương gọi là vô địch thế giới ấy. Đó là pha phản công. Đó là cú sút. Ok, Harry làm trò gì á? Nhảm nhí vãi chưởng ạ, tí thì toi ạ. Đó là tình huống phát bóng lên cho thủ môn. Vừa rồi là một tình huống rất là nhảm nhí trước cầu môn của tuyển Anh khi mà hậu vệ và thủ môn đã không hiểu ý nhau. Rất may là dù sao thì bóng đã ra ngoài. Và bây giờ tiếp tục một pha thành quanh động. Vâng, anh ấy đã ngay lập tức giành lại trái bóng sau tình huống. Mbappe làm gì đây? Rất thoáng rồi. Mbappe sút vào cột ạ. Trời ơi, thoáng. Rất là thoáng luôn. Thoáng như đường Hà Nội ngày Tết mà lại sút đọc thẳng vào cột. Thủ môn sẽ phát bóng lên. Walker. Tomori. Destry. Gallagher. Declan Rice. Đó là đường truyền lơ lửng. Trong những năm trở lại đây chúng ta thấy rằng là cầu thủ Anh mà phát rất là nổi trội, cầu thủ nhựa Gallagher. Phần lớn những gọi là cầu thủ chủ chốt của các cầu thủ lớn châu Âu thì đều có dấu ấn cầu thủ này. Chúng ta có Harry Kane ở Bayern Munich, chúng ta có Bellingham ở Real Madrid, Mbappe thì giờ cũng ở Real Madrid rồi. Đó là đội bóng cho là mạnh nhất châu Âu hiện tại. Jude Bellingham. Đường chuyền bóng thiếu chính xác. Liên tục là những pha phối hợp bóng vẫn chưa đến được vị trí của Harry Kane ở bên trong. Và bây giờ đến lượt tuyển Pháp phản công. Anh Cucu, anh Cucu lỗi rồi. Trọng tài sẽ đưa ra hình phạt gì cho cầu thủ đây? Saliba. Vâng, một đường có thể thấy là khá là phân bổ cầu thủ khá là đều của cái phía của Anh, đang để Harry Kane cầu thủ đá cắm cao nhất. Anh Han ở phía dưới. Mình cứ được cơ bản thôi. Saliba, Koundé. Như vậy là rất chăm củ đã được Việt đưa vào sân rồi. Ousmane Dembélé, Declan Rice. Cho đội tuyển Anh hưởng rất lợi thế, tuy nhiên là vừa rồi có vẻ họ hơi thiếu người sẽ phản ngã bóng trước đó. Dembélé đang hạ, không có tiếng còi nào cả. Rách chăm củ. Đúng so. Gallagher, Bellingham. Gallagher. Trước đó tôi nói là tuyển hàng tấn công tuyển Anh có rất nhiều cầu thủ trẻ. Chúng ta có Phil Foden, chúng ta có Bukayo Saka. Phil Foden thì là của City, còn Saka của Arsenal. Cầu thủ rất trẻ và tương lai ở rất nhiều phía trước, họ đã thể hiện được một cái phong độ rất tốt. Mbappe dứt điểm. Trận này cũng dứt điểm của Mbappe, không đập cột mà đập vào chân người khác. Bóng vẫn đã xuất hiện Mbappe, nhưng quá đông cầu thủ Griezmann không thể có một sự vị trí dứt điểm tốt. Rabiot vừa rồi đã có một thẻ vàng vào phút thứ 86 rồi. Tiếp tục là một thẻ vàng cho Rabiot, chẳng như vậy đó sẽ là một thẻ đỏ. Vâng, như vậy là ở phút thứ 86 thì anh Động có vẻ sẽ mất người, anh sẽ phải thi đấu với 11 người. Đó sẽ là một vấn đề không nhỏ đâu, bởi vì khi mà đá với ít người hơn thì đội hình cũng sẽ bị trịch choạc. Nó sẽ dễ bị có lỗ hổng. Tấn công cũng khó, còn nếu mà đầy để mà đảm bảo tấn công thì là bị thiếu người ở vùng dưới. Nếu mà để lắp đủ tuyến dưới thì khoảng cách giữa hàng công và hàng thủ cũng rất kéo rất giãn. Hiện tại thì thấy là Harry Kane vẫn đang đá trung phong. Đơn giản chỉ là thay rách chăn củ và thay vị trí trái thôi. Bukayo Saka, chứ đấy, dù thân là Bukayo Saka. Vâng, động thì đối đá cũng hơi cục, hay xoạc, cho nên là chuyện thẻ cũng không có gì lạ như này. Rất đáng tiếc là hai thẻ vàng cùng một cầu thủ.
trọng tài có vẻ đó là tình huống bắt phòng rất là chặt để giành lại quyền kiểm soát bóng. Mbappe để mất bóng. Kingsley Coman là Pop trong thủ môn có thể hình rất tốt của cầu thủ Anh, đặt cầu gần 2m mới chín mấy ạ. Cứ đón rồi, Griezmann không hề có tín hiệu của trọng tài, bóng vẫn tiếp diễn, chuyền vào trong không, Mbappe. Mbappe trận này hơi bị vô duyên và tôi vừa thấy dấu hiệu của Kyle Walker đã bị chấn thương. Có lẽ Kyle Walker đã bị chấn thương sau pha va chạm với cả Griezmann trước đó. Và kết thúc 90 phút từ thi đấu của game đầu tiên, chúng ta cũng không đều. Và theo luật chúng ta sẽ thi đấu với hai hiệp phụ. Và với hai hiệp phụ là anh Động đang có một chút thất lợi vì anh Động đang bị mất người. Phil Foden, cầu thủ gọi là thi đấu rất vô duyên ở Euro vừa rồi, bị coi là một flopper của đội tuyển Anh. Ê, Việt Vị rồi. Thoáng ơi, dứt điểm. Vâng, cú dứt điểm vừa rồi đã bị thủ môn của đội tuyển Pháp. Tôi nghĩ là Mai Nha cản phá. Mai Nha là thủ môn số 1 đội tuyển Pháp và cũng là của câu lạc bộ AC Milan, thể hiện phong độ rất tốt trong mùa giải vừa qua. AC Milan sau sự ra đi của Donnarumma thì cũng đã tìm được người gác đền thay thế xứng đáng. Đây sẽ là Mbappe, cầu thủ thi đấu cao nhất trong công của người Pháp. Tuy nhiên quá là cô độc và trọng tài cũng đã thổi còi. Đó là tiếng Việt Vị rồi. Trọng tài thổi muộn quá nhưng đây vẫn là Mbappe. Thi đấu không mệt mỏi trên hàng công của tuyển Pháp. Diaby, cầu thủ mới được vào sân. Ui đó, thiếu người nó dở là thiếu người phối hợp. Camavinga. Làm gì đây Camavinga? Một pha bấm bóng vào trong. Griezmann. Ơ vịt gì không? Ôi Mbappe lùn lắm, đánh đâu được. Mbappe thì không đánh đâu được vì không đến, còn Coman thì bóc bóng cũng không đến ạ. Hơi đần. Kingsley Coman. Vâng, có thể đây sẽ là những phút thi đấu cuối cùng của trận thi đấu tiên. Tỷ số vẫn đang là không đều. Một cú dứt điểm của Saliba. Tôi nghĩ là một cú lắc người, lắc cái gì thì cũng ra ngoài rồi. Tương cho Linh Nam rồi, sẽ có 3 phút bù giờ. Vâng, có vẻ có khá nhiều tình huống va chạm. Vâng, các cầu thủ Anh đã được Harry Kane đang tìm cách để chuyền ở bên trong cho giúp Bellingham. Harry Kane là cầu thủ đá cao nhất nhưng hiện tại tôi thấy Harry Kane có vẻ đang lùi sâu hơn. Có lẽ đó là setting của đội quốc Việt. Harry Kane. Ê, hai đòn. Ồ. Tuy nhiên là rất tiếc vừa rồi sau khi pha đẩy bóng rất lập bập. Vâng, không có tình huống tiếp theo. Trọng tài đã đổi qua kết thúc. Và đây sẽ là 15 phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Nếu vẫn không có bàn thắng nào hoặc vẫn là hòa thì chúng ta sẽ bước vào loạt thi đấu penalty. Và ở từ vòng loại trực tiếp chúng ta được chứng kiến rất nhiều loạt thi đấu penalty rồi. Đây thực sự là một giải đấu khá là cân tài cân sức. Một thử thách về thể lực cũng như sức bền của đường chuyền vừa rồi không chính xác. Coman rất dễ ăn cái thẻ nhá. Tất nhiên anh ta là tên trắng. Bellingham. Harry Kane không có cơ hội là tốt hơn đâu. Vâng, Harry Kane đã thể hiện đẳng cấp của mình. Một góc phút rất rộng, rất thoáng. Và ở trong tình huống đó Harry Kane không thể bỏ lỡ được. Và như tôi nói, Coman đã bị dính một thẻ vàng rồi. Tài không bỏ qua những tình huống đó đâu, chẳng qua để phát lợi thế thôi. Bây giờ Diaby tấn công. Diaby hơi chậm. Cầu thủ này tôi nghĩ không đánh ra cao và rất bởi của anh ta. Mason Mount. Liệu anh Động có tìm được bàn thắng để đưa trận đấu về loạt sút penalty không? Hay Bùi Quốc Việt sẽ tạm dẫn trước ở kèo đấu này trong sau khi thắng game đầu tiên? Chúng ta hãy cùng xem những diễn biến cuối cùng nào. Chúng ta còn 5 phút nữa. Khi phong đấn được ra ngoài sân rồi, bây giờ trẻ khỏe là cho vào. Các cơ như chấn thương mà sao mà đá vậy? Chắc là không vấn đề nặng lắm. Mason Mount là người thay thế Phil Foden thì phải. Ở cái giải Euro thực tế ngoài đời vừa qua thì chúng ta thấy một cái gương mặt khác thi đấu khá là hay ở hàng công thay cho vị trí Phil Foden. Tôi rất tiếc là huấn luyện viên cửa nam của tuyển Anh thì nó không phải không dùng nhiều, tư tưởng Phil Foden nhiều hơn. Ở đó có vẻ cũng là một trong lý do khiến tuyển Anh không làm được nhiều, không có thể có kết quả vô địch như mong muốn. That's right, Grealish, Mason Mount. Làm gì đây Mount? Tốt. Vẫn là Mason Mount.
nhưng trọng tài đã nổi tiếng còi kết thúc 120 phút thi đấu và Bùi Quốc Việt đã tạm thời vươn lên dẫn trước ở kèo đấu BO5 này. Tỷ số đang là 1-0, tỷ số tổng ấy, và tỷ số trận đánh là 1-0 thôi. Ok, chúng ta cũng sẽ cùng cùng chờ đợi tín hiệu để bước vào game đấu thứ hai. Tôi nghĩ là hai game thủ đã sẵn sàng rất nhanh thôi. Vâng, và ngay lập tức trận đấu chuẩn bị bắt đầu rồi. Đây sẽ là game đấu thứ hai trong kèo thiếu BO5 này. Vâng, và nhìn vào đội hình có Dembele, có Griezmann, anh Cucu đã dưới Mbappe lên trên, vậy là anh Động vẫn sử dụng đội hình default khi mà vào trận, chưa thay đổi gì cả. Ông Rabiot rồi đá rất là được hay là sau. À không, Rabiot đây, tội đồ của game đấu đầu tiên đây. Phim Foden. Foden. Bellingham. Foden tiếp. Có sẽ là một cú sút nhưng ở vị trí biệt vị. Trọng tài đã căng cờ. Lần này trọng tài đã xử lý nhanh hơn rất nhiều. Ây, bóng vẫn trong sân. Đấy sẽ là Griezmann. Phía trên Cucu đã di chuyển để đoán bóng. Mbappe cũng đã di chuyển, nhưng Mbappe vẫn được. Tốc độ Mbappe rất là tốt luôn. Anh ấy đã thực hiện pha tạt bóng. Chỉ số Mbappe là bao nhiêu nhỉ? Cộng nào nhìn được tôi, Mbappe cộng 5 là bao nhiêu? Gallagher. Bukayo Saka. Jude Bellingham. Vâng, những pha hợp đấy mà đến tình huống cuối cùng thì có hơi phi bóng đơn. Các không ui trời, pha tạt hơi nhẹ. Vừa rồi Phi Foden có lẽ nên dứt điểm thì hơn, vì vị trí Phi Foden cũng rất đẹp rồi. Nhưng họ lại, anh ta lại quyết định là sẽ truyền ở vị trí của Gallagher bên trong. Và cú được truyền thì lại không đủ lực. Ồ, cú bóng rất gọn của Tomori. Bellingham, góc mở rồi, góc tiếp tục là dứt điểm. Saliba vừa rồi đã thi đấu đầy quả cảm, cả phá cú sút. Harry Kane. Rất đông cầu thủ Anh vẫn là cực. Ồ, có tiếng còi, có lẽ là pha phạm lỗi của Bukayo Saka. Declan Rice. Gallagher, Harry Kane. Ousmane Dembele. Khó rồi. Mbappe bị kém rất chặt bởi John Stone, cầu thủ có thể hình thể lực tốt. Thể hình là chắc là vượt trội rồi. Trong ông Mbappe đứng cạnh ông John Stone không khác gì gọi là cấp 2 đứng cạnh đại học cả. Đó là tình huống phát bóng lên cho thủ môn. Jude Bellingham. Phát hay. Camavinga. Ousmane Dembele. Dembele đang cố gắng sử dụng tốc độ của mình đến với Cầu Lúc So. Lúc So vẫn đang rất theo rất sát. Ôi đấy, đẩy bóng. Vừa rồi là một tình huống xử lý rất là già dơ của Bùi Quốc Việt. Anh ta biết chắc chắn rằng là anh Động sẽ rẽ bóng vào nên chờ lấy vị trí Lúc So đi sau nhưng mà lại đón lõm kịp. Harry Kane. Liên tục là những pha đánh từ biên vào của Bùi Quốc Việt. Bài của Quốc Việt thì không có gì gọi là nhiều bài quá. Anh Động thì nhiều bài hơn nhưng lại chưa thấy có gì hiệu quả. Anh Động ui, bài này ảo Mazada quá. Declan Rice. Gallagher. Jude Bellingham. Một sự liên kết chặt chẽ, họ đã phối hợp với nhau rất ăn ý. Walker. Gallagher, bóng sâu cánh trái rồi, Bukayo Saka. Dennis Rai, bóng tôi quên đi qua đi lại đây tôi chẳng có gì. Vâng, Gallagher lần thứ hai không thể dứt điểm thành công. Lần trước là không thể dứt điểm, này có dứt điểm nhưng không thành công. Vậy là những phút đầu tiên. Vâng, thật là ảo ma. Vâng rồi, tôi đang nghĩ rằng nó là tình huống đánh đầu ra ngoài nhưng không. Tiếp tục một lần nữa từ đội trưởng của Tuấn Anh, Harry Kane đã ghi bàn thắng. Một cú đánh đầu rất là hay luôn. Bóng đi vào góc rất là ảo. Lực bóng không quá mạnh nhưng lại đi vào góc quá xa và ngoài tầm với của thủ môn đội tuyển Pháp Mai Nhan. Mà tỷ số đã được trở thành là 1-0 như về đội tuyển Anh của Bùi Quốc Việt. Bùi Quốc Việt là một lần nữa vươn lên dẫn trước rồi.
để giành lại quyền cô. Rabiot sút được đi. Chậm quá Rabiot ơi. Gallagher. Jude Bellingham. Harry Kane. Thời gian bù giờ là 2 phút. Rất hay. Vẫn còn, đó là Bukayo Saka. Ôi nhưng mà hơi cầu kỳ, vâng có vẻ hiệp 1 sắp kết thúc rồi. Mbappe, cậu cuối cùng đi chăng? Cố lên. Nếu có lưu giữ được tình huống bóng này thì trọng tài sẽ không thổi đâu. Không, không phải thổi rồi. Vâng, hiệp 1 đã khép lại. Như vậy là hiệp 1 đã kết thúc và tỷ số là 1-0 về phía tuyển Anh của Bộ Quốc Việt. Chúng ta cùng đến với những diễn biến của 45 phút hiệp 2. Sao? Theo Hernandez. Saliba. Không. Đang bận rồi. Mbappe. Mbappe rồi, Mbappe đã cố gắng chuyền vào bên trong nhưng các cầu thủ Anh đã bo rất kỹ. Gallagher. Vào 16m50 của mình. Một dừng chân. Phil Foden. Quả tạt đưa bóng vào trong. Không, không được. Đã được thì ảo quá. Vâng, đó là tình huống vị. Một tình huống di chuyển hơi sâu. Nhưng còn Việt vị bắt được cái đà lại. À, thật sự uẩn. Hành động đến giờ phút này vẫn chưa quan thắng nào. Còn Quốc Việt đã có 2 bàn thắng rồi. Thực ra như một nhà triết hiền triết người Bồ Đào Nha nói, thắng 10-0 một trận thì không hay bằng thắng 10 trận 1-0. Chúng ta không cần nhiều bàn thắng. Mặc dù vì mà thắng thì xem rất là đã mắt. Nhưng nếu để chỉ cần thắng thì chỉ cần tỷ số tối thiểu được rồi. Vâng, nhà hiền triết ý thì tôi nhớ là bây giờ không biết là có việc chưa hay vẫn đang thất nghiệp. Cú cơ quá đẹp. Cú chuyền lỗi ạ. Ê, Mbappe. Ôi, vội quá. Trời ơi, vội. Rồi là pha xử lý rất lỗi của anh Động. Khi mà cơ hội, cậu thấy không thể có nhiều được. Anh Động có lẽ đang là người bị tâm lý chăng? Declan Rice. Anh ấy đang chờ đợi một pha hỗ trợ từ đồng đội. Rai, chuyền vào trong không? Đúng bài là phải chuyền. Đấy, biết ngay mà. Công việc đấy cũng bị bắt bài. Cột dọc đông trời ạ, mấy ông này nói ta linh tinh. Lắng nha, lắng nha. Tắt thì không tắt được ạ. Harry Kane. Rất mạnh mẽ, vẫn là Harry Kane. Bukayo Saka. Một cú dứt điểm cực mạnh, nhưng tuy nhiên thủ môn Mai Nhan vừa rồi đúng là một tường đồng vách sắt luôn. Lấy người đỡ bóng luôn mà. Sức mạnh như vậy vẫn đỡ được luôn. Chung chân mấy ông Saka mà quả ấy đóng full lực kinh lắm. Dennis Gạo và đây là Phil Foden. Phil Foden. Vẫn còn, bóng trên chân cầu thủ tuyển Anh. Gallagher, cầu thủ rất vô duyên. Nhưng đây là Harry Kane, Harry Kane thì không vô duyên một chút nào. Harry Kane một lần nữa đã đem ghi bàn và nâng tỷ số lên 2-0. Vậy là cả 3 bàn thắng của Bộ Quốc Việt và tuyển Anh hiện tại đều do Harry Kane chúng ta ghi bàn. Một sát thủ thật sự. Và nó đã trúng xà ngang. Bàn thắng được ghi. Thật sự là một trung phong rất xuất sắc. Thường là xuất sắc nhất của anh. Có lẽ tôi tính là từ trước cái này luôn ạ. Thứ duy nhất anh ra thiếu. Đúng là rất buồn, nó chỉ là danh hiệu mà thôi. Harry Kane. Harry Kane có lẽ sẽ đi vào ngôi đền của những danh thủ mà không có danh hiệu. Bellingham. Không được rồi. Không có đủ khoảng trống và thời gian để xoay sở. Antoine Griezmann. Tỷ số đang là 2-0 và đây là phút thứ 80 rồi. Phil Foden. Có lẽ sẽ là một ngày làm việc nhàn hạ của tôi chăng? Declan Rice. Bóng đá thuộc về chân của đối thủ. Cucu, Mbappe. Mendy. Antoine Griezmann. Griezmann. Ấy. Ui, chân đảo như răng lạc. Và vừa rồi chúng ta đã xác định đó là lỗi của Griezmann. Mà cầu thủ Mbappe vừa tỷ số không phải gì cao 98 thôi, thua Rodri 105 của Tây Ban Nha. Ảo thật, lòi ra mình cứ ở sát tỷ số 105 trên kinh nữa trưởng. Phút 84 rồi và tỷ số đang là 2-0 về tuyển Anh. Trận đấu chỉ còn 6 phút nữa. Chỉ còn 6 phút nữa thôi. 6 phút cho nỗ lực của anh Động.
Thì bóng bây giờ lại là trong chân của cầu thủ Anh cơ. Harry Kane. Ôi, chuyển mạnh thế, ông kia ngay cạnh. Cứ cần chuyển mạnh thì không mạnh, không cần thì lại mạnh. Ẩu thật sự luôn. Bây giờ là Tchouaméni. Mbappé liệu có thể đè mặt chuyển sao luôn, đúng rồi, Griezmann xuất đi, xuất đi hợp, rất kỹ thuật. Vâng, vào phút thứ 90, Antoine Griezmann đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Anh đậu của giải đấu ở loạt thi đấu này. Tỷ số được rút gọn còn 2-1, liệu còn đủ thời gian Anh đậu không? Thật sự một bàn thắng khá là muộn, chúng ta chỉ còn 2 phút thôi. Bóng được mở sang cánh trái cho Jadon Sancho, cầu thủ đang thi đấu trên Borussia Dortmund. Anh ấy đang quan sát và chuẩn bị thực hiện pha tạt bóng. Gallagher mất bóng rồi, nhưng bóng rất lật bập và bây giờ vẫn chưa thể đưa tới trên đội tuyển Pháp. Và tỷ trận đấu đã kết thúc, tỷ số là 2-1 nghiêng về phía tuyển Anh của Bộ Quốc Việt, và hiện tại tỷ số tổng đang là 2-0. Bộ Quốc Việt hiện tại đang có một cái lợi thế rất lớn, có lẽ chỉ hy vọng rằng bàn thắng muộn màng của Antoine Griezmann vừa rồi sẽ đem đến cho Anh đậm một chút gọi là yếu tố tâm lý mà thôi. Còn tôi đã tắt được mic rồi. Ok, và chúng ta sẽ đến với những diễn biến của game đấu thứ 3 nào. Harry Kane 99, Bellingham 98, Phil Foden 100. Tuyển Anh thì chỉ số nhìn sợ thật. Nên là chúng ta có Griezmann 97, Mbappe 98, còn lại thì các cầu thủ khác đều từ 95 trở xuống. Ok, và giờ chúng ta sẽ đến với những diễn biến của game đấu thứ 3 trong loạt thi đấu BO5 trận bán kết 2 của giải đấu InnoFC 24 diễn ra giữa Bộ Quốc Việt đang cầm đội tuyển Anh màu áo vàng và Anh Đoàn Vận Động cầm đội tuyển Pháp trong màu áo đỏ. Hiện tại thì Bộ Quốc Việt đang dẫn trước 2-0 trong kèo thi đấu tổng này rồi. Và nếu một game đắng nữa, Bộ Quốc Việt sẽ có chiếc vé vào trận chung kết gặp Vũ Quang Huy. Có Anh Động, nếu muốn vào anh ta sẽ phải làm một series lội ngược dòng 3 game. Chúng ta hãy cùng xem nào. Thật sự rất là hay. Bukayo Saka, Jude Bellingham. Và Saka có vẻ như Việt đang thi đấu khá là thăng hoa. Bây giờ Dembele. Ui, đều bóng xa quá, Gallagher cắt được rồi. Luke Shaw. Jude Bellingham. Harry Kane. Thoáng rồi anh ta. Ui, xử lý trông hơi tối. Tối thật sự luôn ạ. Đứng trên bầu chính xác. Mbappé. Cung cu. Một mình cung cu đột phá vào đây là Mbappé rất thoáng. Góc vào rộng luôn. Nhưng Mbappé vừa rồi lại để đầy bóng quá xa, khiến cho khoảng cách giữa anh ta và thủ môn trở nên quá gần, dứt điểm trở nên khó hơn. Vừa rồi nếu Mbappé không bị lỗi một chút như thế thì có lẽ anh ta sẽ có một cái khả năng là ngoặt bóng là một, hai là góc sút nó sẽ rộng hơn nhiều. Rồi các bạn ấy, khi mà khoảng cách giữa tiền đạo của thủ môn nó quá gần như vậy thì góc sút sẽ bó hẹp, thủ môn sẽ cợt nhiều. Và ngay lập tức cầu thủ quốc việt đã trừng phạt cho sai lầm của Anh Động. Harry Kane lại ghi bàn. 4 bàn thắng của Việt đến giờ đều do Harry Kane ghi. Tôi không hiểu là nếu một cái này game này nó có cái gọi là cái tỷ số gọi là như có chỉ số phong độ ấy ra, ngày Harry Kane phong độ thấp thì Việt có ảnh hưởng không? Và tỷ số là 1-0 rồi, là Mbappé. Đó chính xác là pha ngăn chặn tốt từ Việt rồi. Lần thứ 3 Bộ Quốc Việt vừa dẫn trước. Anh Động nếu muốn trận còn mình giữ hy vọng thì cần phải tìm bàn thắng gỡ hòa sớm đi. Harry Kane. Trận trước anh Động ghi bàn ở phút thứ 89. Anh ấy đã thi đấu thử. Không có lỗi đâu, tôi nhìn. Ấy à? Hơi vội, anh Động này thi đấu hơi bị vội ạ. Không biết có bị vợ gọi về không. Harry Kane đang nằm sân rồi. Đâu có ai phối hợp đâu. Bellingham lại còn chạy vào vị trí của Harry Kane ạ. Bạn có thể chạy chỗ khác được không? Đấy, cả hai ông Pháp cũng vừa dí vào nhau. Cơ hơi gấp, vội quá. Đá một chạm gấp như vậy. À, Harry Kane đã bị chấn thương. Gallagher. Anh ấy đã đưa bóng vào trong. Rồi Mai Nhà vừa tung người đón bóng này. Và như bạn tôi nói, Harry Kane vừa chấn thương, nhưng không biết là liệu Bộ Quốc Việt có tiếp tục sử Harry Kane không. Anh ta có khá nhiều lựa chọn ở bên trên, không bắt buộc là phải Harry Kane. Kylian Mbappe. Các trái nào đang chạy lên giữa để tham gia giữa vào tiếp Rabiot.
Fabio thoáng rồi, dứt điểm. Cú dứt không đủ khó khăn đối với thủ môn của người Pháp. Việt Anh, Pop, Harry Kane, Vesrai giúp Bellingham rất thoáng, bên phải, bên trái có một cầu thủ. Bellingham quyết định trích đột phá ra, quyết định không hay. Phil Foden. Họ đã giữ bóng và chuyền bóng nhịp nhàng, đối thủ không thể đoạt lại bóng. Họ đang phối hợp chậm rãi để giữ quyền kiểm soát bóng. Vâng, nếu có là một tình huống va chạm nữa với Harry Kane, có nghĩa sẽ rất nặng và anh ta sẽ phải rời sân. Tại cuộc đối cuộc việc vẫn đang cố sử dụng thôi. Tạt bóng vào trong. Phil Foden, Harry Kane. Rất thoáng rồi, rất thoáng rồi. Trọng tài không hề có tiếng còi nào cả. Đây sẽ là bàn thắng thứ hai của tuyển Pháp. Và lần này cái tên ghi bàn là Jude Bellingham. Đã không còn là Harry Kane phải là cầu thủ duy nhất ghi bàn rồi. Một cái tên khác đã ghi bàn tuyển Anh và đó là Jude Bellingham. Và anh động bây giờ lại bị đưa vào tình thế của game thứ hai. Dẫn trước 2-0. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Antoine Griezmann. Đưa bóng vào trong. Bukayo Saka. Và trận tài đã nổi còi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên của game đấu thứ 3. Trận đấu bán kết 2. Chúng ta cùng xem những diễn biến của 45 phút còn lại. Nkunku, Rabiot, Antoine Griezmann. Rabiot, MP. Trời ơi, cú dứt điểm MP quá nhẹ. Bên vừa dứt điểm hơi nhẹ. Vâng, Pop đã đứng chờ sẵn để đợi bóng ra ngoài rồi. Bây giờ sẽ là vâng vậy. Harry Kane. Harry Kane. Chân vẫn rất dẻo đấy. Declan Rice. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Luke Shaw. Gallagher. Phil Foden. Bellingham. Vâng. Vẫn trong giai đoạn dưới anh. Vẫn là Bellingham. Chuyển sang đi. Chuyển sớm đi. Mukai Osaka vào rồi. Ở vị trí khá là ổn mà. Adrian Rabiot. Vâng. Một pha chọc cánh lên. Dành cho Mbappe. Nhưng Tomori kèm rất sát. Rất chặt. Mbappe vẫn có bóng. Một cầu thủ có kỹ thuật quá tốt. Nhưng làm gì đây? Griezmann. Griezmann đẩy bóng xa quá. Ô lại Việt vị nữa à? Thế thì thôi, chắc là vì tình huống tính và tình huống đẩy bóng sau đấy. Tomori. Gallagher. Bukayo Saka. Đó là đường truyền bóng thiếu chính xác. Kylian Mbappe. Nkunku. Antoine Griezmann. Mbappe. Gallagher. Bây giờ là Harry Kane. Griezmann. Adrian Rabiot. Mbappe kèm rất sát bởi John Stone. Rabiot thoáng rồi, có chuyền vào trong không? Di chuyển này thì khó chuyển. Anh động vừa rồi di chuyển hơi bị khó hiểu. Phil Foden. Phil Foden. Pháo đần làm gì đây? Ây, sợ. Lại ông Việt này cũng bị bỏ lỡ cơ hội ạ. Tự nhiên lại có nhịp truyền tốt rồi lại không truyền ngay, vẫn chậm thêm một nhịp. Tuy nhiên Việt thì có thể làm thế, bây giờ Việt đang có lợi thế hai trận và chắc hai bàn. Nkunku. Tôi đang nghĩ là nếu hai cầu thủ này sẽ chung kết thì cũng khá là găng tài, nhưng tuy nhiên có vẻ như Huy sẽ nhỉnh hơn một chút. Thì qua đối đá có mấy trận vừa qua thì Huy nhiều khi có cái skill rất là ảo diệu, lượng diệu luôn là DD chẳng hạn. Đấy. Bukayo Saka. Bukayo Saka. Dứt điểm không? Không dứt điểm được. Nkunku. Mbappe. Phản xạ của thủ môn và bóng đi chạy rồi. Chúng ta đều biết là Huy đá tuyển Tây Ban Nha và Tây Ban Nha là vô địch Euro. Đâu đấy là một cái điểm chăng? Kylian Mbappe đã rơi vào bẫy Việt vị. Nói là vui thế thôi. Tuy nhiên nhiều bóng đá nhiều cái ảo ma lắm.
John Stones. 83 rồi. Nếu bàn thắng đến thì cũng sẽ là bàn thắng khá là muộn. Khó khăn đang chồng chất lên Declan Rice. Gọi là đôi bàn tay của anh Động rồi. Đó là các pha bóng đang trong chân của cầu thủ đứng Anh. Cú sút không có gì để nói. Cú đê. Ôi, chuyền cho Bellingham ạ, chuyền như đặt vào chân Bellingham luôn mà. Như kiểu bóng đây bạn ơi cầm đi. Ôi, nhưng mà sau đó Gallagher cũng lại trả lại bóng cho đội tuyển cho đội bạn. Càng phút này bắt đầu nhìn mù mắt thật sự luôn. Hai đội bóng đá trông mù mắt lắm ấy ạ. Thời gian bây giờ là 2 phút. Phi phút ấn. Một pha đoạt bóng tốt. Kylian Mbappe. Nkunku. Và trọng tài đã nổi tiếng còi kết thúc 90 phút thi đấu. Và ở trận game đấu thứ 3 này, đội tuyển Anh là thắng 2-0. Và qua đó, Bú Quốc Việt đã có chiến thắng tổng ở kèo thi đấu BO5 này là 3-0. Nên chúc mừng Bú Quốc Việt, anh ta đã có chiếc vé vào trận chung kết gặp Nguyễn Quang Huy của Dự Toán trong một tuần sau. Chúng tôi sẽ tuần sau sẽ ra trận chung kết này. Và một lần nữa xin chúc mừng Bùi Quốc Việt và xin cảm ơn anh Động cũng đã tham gia giải đấu. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi giải đấu của chúng tôi. Đây là giải đấu Inno FC 24 được diễn ra được công ty cổ phần Inno tổ chức và được live stream trên sóng YouTube công ty. Các bạn đã quan tâm và ủng hộ giải đấu từ đầu mùa đến giờ. Và chúng tôi xin được phép kết thúc buổi live stream ở đây. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong các buổi tường thuật sau. Một trận chung bán kết khá là nhanh, không có nhiều hiệp phụ và chỉ có 3 game. Hôm nay làm việc khá là nhàn, tôi có thể sủi rồi.